Nói. Thằng này bảo là chú ăn thịt mỡ mới béo. Điên này. Khỏe cơ bắp không? Ai ăn thịt mỡ? Mỡ ăn thịt nhéo được. Chú ăn bảo là chú ăn thịt mỡ nó mới béo. Đánh nhau. Vừa nằm mà cái giường này nó quạt nó thổi vào. Đánh nhau. Xong là nó có cả khói nữa. Úi dồi. Vào vào đây mà hút này. Vào đây mà hút này. Đấm đi. Đây. Vào nhà chưa? Còn đi nhà mà thấy. Quay nốt video này để thấy xem người ta làm ăn kiểu gì nhé. Sáng thế. Ai mà cu te thế? Hả? Ai mà cu te thế? Ai? Không biết hả? Con nào mà xinh thế? Hả? Con nào mà xinh thế? Chắc chú chưa sát sinh ai bây giờ này. Hả? Chú chắc chưa sát sinh này. Sát sinh á? Chú giết kiến rồi đấy. Giết kiến á? Ừ. Giết mấy con kiến mà bảo sát sinh. Giết kiến, giết ruồi nó sát sinh à? Giết muỗi. Giết mấy con to to mới bảo sát sinh. Giết bướm rồi, ai bảo thế? Mẹ mấy hôm trước chưa chú xịt chết bao nhiêu muỗi? Ở đây tí chú tìm về video cho xem. Quay xong rồi.